cái đá theo bà ha, cái đá khi làm cái chu lớn bị mất. Các bạn ha, chị gái chị ngồi trên cái
mũi xà lan lên, cái này nó rớt, sao trời nó rớt rồi, rất là nguy hiểm, cái cống nước đang chảy xiết. Coi chị ngồi kìa, con manh quá. Các bạn nha, cái đó thì làm cái khu lớn biển quá.